Xin chào bà con cô bác cùng tất cả mọi người. Hôm nay mùa mưa dầm nước ngập đầy vườn. Ở nông thôn không biết làm gì thì rủ anh em đi săn chuột. Săn thử rồi có không để chiều về anh em đồ làm lá gai đồ chơi mọi người. Cùng mọi người xem video nha. Đây con chó cua rồi. Chó đó đụng tha dép không chứ làm gì. Đi săn mà không có chó. Săn gần đâm thôi chứ không có con chó đuổi chuột. Bắt con ruồi luôn. Bắn dập dập người ta nha, nhảy xuống luôn rồi. Có đâu chưa đâu. Thấy không nè. Có hàng rồi. Lắm mà ai gì vậy? Tiêu à. Ông nào vậy? Mất tiêu cái lửa luôn rồi. Mũi chĩa. Trời ơi trời.
con đường này bự dữ lắm nè. Ồ, để tao quay ra đạt luôn. Ồ, một em. Một em. Khúc nào chứ? Cũng ngon. Đấy nè, con chuột chỗ này nè, bự lắm nè. Cho nó bội. Góp đậu đây. Cầu thủ ha, cầu thủ. Hại rồi, bóng một cái. À, bà đó. Đây, lên. Trời ơi. Quá chữ rồi. Bỏ xuống đi đã. Rồi. Vô gốc cây. Vô chạy trời ơi, trời đủ má đây đây cho mua trời. Trời ơi, ruột rồi, trời chưa? Má trời ơi. Ruột hả? Trời ơi. Hình như lên bờ chứ. Tự chuyện cho lại đó mà. Khoan, tôi thấy ông đã từ chìm cái chĩa. Giờ cái chĩa cho nó đi. Nè, mày nghe quất cái dính cái mũi chĩa nữa. Rồi, lăn rồi. Nó chìm gì nữa. Quá, chĩa lộn. Có trên cây không? Trên cây gỗ không? Không? Rồi xuống sông. Ta thấy hình như xuống nước con nè. Con nhỏ đồ. Trời ơi nó cắn cái gì. Ngoài đâm không điện giật. Còn cái chứ còn con bự chứ rồi. Không có thấy con bự chứ rồi. Lộ anh bán hay gì thẹt hay nước đó. Nữa không ạ? À? Hai con nhỏ mua đâm rồi. Một con bự nó quay ngược lại đó. Nó đi tới hai con rồi đâm xuống con. Mặt biết đó.
không lên mé không à, thôi lên lại đi gan.